Bộ Quốc phòng Belarus hôm 15 tháng 10 cho biết, các chuyến tàu đầu tiên chở binh sĩ Nga đã đến nước này theo thỏa thuận triển khai lực lượng chung để đáp trả NATO. Theo đài RT, hoạt động này diễn ra sau khi chính quyền Moscow và Minsk đạt được thỏa thuận nói trên trong bối cảnh NATO gia tăng hoạt động quân sự ở vùng biên giới Belarus. Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố, quyết định này đã và đang được thực hiện chỉ nhằm bảo vệ biên giới của nhà nước liên minh Union State, một tổ chức được thành lập từ năm 1999 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Nga và Belarus. Quân đội Nga đã đến nước láng giềng sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo trong tuần này về sự đồng thuận của chính quyền Moscow và Minsk. Ông nói thêm rằng, động thái này được đưa ra nhằm đối phó với sự gia tăng gây hấn từ chính quyền Kiev và phương Tây. Vào thời điểm đó, Tổng thống Belarus cũng nói rằng do xung đột Nga-Ukraine, khoảng 70.000 quân nhân Belarus sẽ chiếm phần lớn lực lượng, thêm vào hơn 1.000 binh sĩ Nga. Belarus cũng cáo buộc Ukraine có kế hoạch tấn công vào họ với việc tập trung 15.000 quân nhân trong khu vực, tiến hành trinh sát và bố trí hỏa lực. Ukraine kịch liệt bác bỏ cáo buộc và cho rằng đây là một phần trong việc dàn dựng một hành động khiêu khích của Nga. Trong khi đó, Reuters đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu nói với tờ Le Parisien hôm 15 tháng 10 rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ủng hộ đề xuất đào tạo một số lượng lớn binh sĩ Ukraine tại nước này. Tổng thống đã thông qua một kế hoạch huấn luyện cho phép chào đón 2.000 binh sĩ Ukraine trên nước Pháp. Họ sẽ được chuyển giao cho các đơn vị trong vài tuần. Ông khẳng định và nói thêm rằng họ đã được huấn luyện để sử dụng pháo tự hành Kesa đã được cung cấp cho Ukraine trước đây. Bộ trưởng Lecornu cũng cho biết, tính đến nay, Pháp đã viện trợ quân sự cho Ukraine 18 xe pháo tự hành Kesa và hai bên đang đàm phán về 6 chiếc nữa, cũng như cân nhắc về việc chuyển giao tên lửa đất đối không, tên lửa phòng không tầm ngắn Grotel. Hôm 13 tháng 10, Tổng thống Macron cho biết Pháp sẽ cung cấp các hệ thống radar và phòng không cho Ukraine trong những tuần tới để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.